trong màu này cũng đẹp phết đấy. Ouch! Xin lỗi ạ. Rồi ạ. Ừ, chào chị. Em ngồi đợi ở đây nhá. Đợi chị chút nha gái. Nhiều loại quá nè. Và giá cả thì... Sao mình lại tới đây cơ chứ? Tiền đâu mà làm móng ở chỗ này? Mình còn đồng nào không thế nhở? Con bé đó làm gì vậy trời? Nó chẳng còn đồng nào. Mình không thuộc về nơi này. Đó giờ biết mặt mỗi đồng một đô Thúy. Giá mà đây là tiền thì mình đã giàu rồi. Nghĩ ra rồi. Một chiếc kẹp giấy thẳng có thể uốn được thành mọi thứ, ngay cả kiểu móng mới sang chảnh đó nha. Giờ thì quấn kẹp quanh móng. Trông ngầu như trái bầu chưa? Đã thế còn chẳng tốn một xu, lại còn độc nhất vô nhị. Sáng tạo đúng là tiết kiệm. Và đẹp nữa. Nhìn xịn thế. Tôi không trả tiền cho bộ móng tào lao này đâu. Móng của cô còn chẳng thời trang nữa rồi. Nhưng tôi không biết làm móng kia. Ôi trời, mong là bài kiểm tra không quá khó. Có chuyện gì thế nhỉ? Bọn đầu to kia. Tụi mình sẽ quẩy mình lớp. Có tiệc à? Bữa tiệc lớn nhất. Tuyệt của mèo. Tiệc đỉnh nhất quả đất. Có váy đẹp mặc rồi. Đi quẩy thôi. Nhưng bộ móng này, thế này thì đi đâu được? Làm móng thì quá đắt đỏ. Mình có thể trốn trong này bao lâu chứ? Muốn in ba đây nè. Muốn có móng xinh sao? Trước tiên đặt giấy sáp xuống bàn đã. Xác định khuôn móng rồi thì vẽ viền ngoài của móng là xong. Bỏ giấy sang một bên. Và vẽ nốt hình móng tay. Sau đó tô bằng bút 3D, màu đỏ cực sáng ra. Trông đẹp phết rồi đó. Dùng một thanh như thế này để uốn cong cho khít móng thật của bạn. Và lột giấy ra khỏi móng. Và móng vừa như in luôn. Ta-da! Tuyệt vời ông mặt trời. Bút này tiện thật đấy. Ai cần đi làm móng đắt tiền khi bạn có thể tự làm chứ? Chà, móng cậu đẹp tuyệt đó. Cảm ơn cậu. Là mình tự tin hơn biết bao nhiêu. Wow, đó không phải là trái tim thật đúng không? Nói về bạn là mình lo lắng ghê. Ừ, mình mới nuốt móng tay của mình sao? Mình có thể chết mất. Mấy cái móng này nguy hiểm quá. Và mình sắp nhai nát hết rồi. Nhìn bộ móng này xem. Lẽ ra mình không nên tới chỗ đông người. Cậu có vấn đề gì à? Chắc chắn có gì sai sai mà. Chà, tớ bị quen thói cắn móng tay đây. Ôi. Nhưng không cần phải như vậy đâu. Cô đang không nhìn đúng không? Nói xin chào với người bạn thân mới của cậu đi. Keo hả? Thôi để tớ thử xem sao. Là sơn móng tay. Danh ma đấy. Để tớ tô lại nhanh nào. Chưa gì trông đã đẹp hơn rồi nè. Thế này đúng là hoàn hảo. Cảm ơn bụi yêu. Để làm cái này đổ keo ra một cái đĩa. Khi cái hộp đã hết sạch keo, nhét một cái phễu nhỏ xíu vào miệng. Lấy loại sơn móng yêu thích của bạn và đổ vào đó. Chắc sẽ mất khoảng vài phút thôi. Lấy vẽ ra và xoáy nắp trở lại. Đây là mẹo lén lút dễ nhất tớ từng biết. Và nhìn lộng lẫy chưa nè. Tớ sơn nốt tay kia đây. Madison, tốt nhất đó không phải là sơn móng tay. Rốt cuộc đây không phải là tiệm nail. Lẽ ra mình phải kín đáo hơn. Nhưng chỉ là keo thôi mà cô. Vậy không sao.
Tiếp tục với van động mạch chủ. Cảm ơn tiếp nha. Trong khi Lily chăm chỉ học bài, Vicky dường như đang tập trung hơn vào bộ móng mới của mình. Thật may là mình đã chọn màu kẹo táo này. Thôi nào. Không. Vừa mới xong tức thì. Thật không thể tin được. Không sao đâu Vic, chỉ là móng tay thôi mà. Đây, cậu muốn uống ngụm soda cuối cùng này không? Điều đó thật kinh khủng, nhưng cậu đã mời thì cảm ơn nhé. Không gì hơn một chút đường để xoa dịu nỗi buồn, đúng chứ? Đợi một chút, màu đỏ của chai giống với màu móng tay của mình. Có lẽ mình có thể làm gì đó để khắc phục tình huống tồi tệ này. Trước tiên, hãy cắt chai nhựa ở giữa như thế này. Sau đó, lấy phần dưới cùng của nhãn dán và tháo nó ra khỏi chai ở nơi mà nó đang bị dính vào. Bây giờ, hãy lấy một chiếc kéo và cắt vòng nhựa đi nhé. Quấn vòng nhựa chặt quanh cây bút như vậy. Tiếp tục làm cho đến khi quấn hết toàn bộ phần nhựa nhé. Một khi đã quấn xong, hãy cố định nó với một mảnh băng dính mỏng. Thả nó vào một cái bát nhỏ và đổ đầy nước nóng nhé. Đổ đầy luôn nào. Sau một khoảng thời gian và nước nguội đi một chút, bạn có thể lấy miếng nhựa ra ngoài. Cất cái bát đi và cắt miếng nhựa theo chiều dọc nhé. Bây giờ, xoay nó sang hướng bên kia và làm điều tương tự. Xong rồi đấy. Thấy đống mảnh nhựa này chứ? Bạn chỉ cần một mẩu thôi. Keo dán móng sẽ được dùng làm đế cho chiếc móng giả mới này. Giờ hãy lấy miếng nhựa và đặt nó lên móng tay nào. Và thêm một chút sơn móng tay lên trên. Này, trông đẹp đấy chứ? Và bạn sẽ không bao giờ đoán được nó là móng tay giả đâu, đúng không nào? May mà vẫn cứu được. Xem này. Công nhận, cậu là cô gái tuyệt vời nhất trong lớp đấy Vicky. Tự làm móng trông thấy gớm. Nhưng tiền đâu ra mà đi tiệm? Gì đấy? $2 à? Rẻ thế này thì ok con dê. Chào cưng. Cưng muốn làm gì? Giúp em với. Trông thảm quá gái ơi. Làm cả bộ cũng tốn khá khá đấy. Cưng chọn dịch vụ nào? Ui giời ơi, giá trên trời à. Em chỉ có từng này thôi. $2 duy nhất. Thế thì móng với súng bắn keo thôi cưng. Chơi luôn. Trước tiên trải giấy sáp xuống. Vẽ một hình tròn bằng keo. Rồi đặt một tờ khác lên trên. Và dùng bàn là nhấn xuống. Xong rồi thì nhấc giấy lên. Vẽ theo viền bàn tay ở trên keo nè. Nhớ là vẽ đủ cả tay nha. Thấy nét của móng tay chưa? Giờ thì cứ tô sơn như bình thường thôi. Màu đỏ rất sáng ra đấy. Sau đó bóc móng ra. Và khớp đi nè. Đó. Đẹp tuyệt diệu luôn. Tất nhiên rồi cưng. Mặc áo len ngứa quá. Vướng tay mất rồi. Móng tay của mình gãy rồi. Phải sửa ngay thôi. Rũa móng giải cứu nào. Ti thể là cô đang để ý mình. Như cô vừa mới nói thì ti thể rất quan trọng. Suýt bị phát hiện. Dựng xe lên nào. Phải mài cái móng gãy này cho nhẵn mới được. Mình cảm thấy không yên tâm cho lắm á. Không làm móng trong lớp. Ai dùng rũa móng tôi tịch thu hết. Trở lại cấu trúc của tế bào nào. Được rồi, cô đang không thấy. May mà còn cái nữa. Mày. Này, dưới giấy, trong ống tay áo. Này thì mày, giả vờ ngứa lưng. Không. Cô thu hết rũa móng rồi. May mà còn cái cuối. Phải có cách để cô giáo không tịch thu nữa chứ nhỉ. Mình có ý này nè. Sẽ cần dao dọc giấy để làm trò này đấy. Bỏ phần chuôi ra.
Giờ đến cái rỗ móng của mình. Hãy dùng đồ đục lỗ tạo một lỗ hoàn hảo thế này. Rồi đến chuôi dao. Chuôi vừa nhìn về lỗ mình mới đục và đẩy vào. Chỉ phải đặt lại cái nắp và xong. Giờ mình có thể mài móng và nó sẽ trượt vào trong ngay. Có chiếc dao mới toanh này là mình có thể sửa móng tiếp rồi. Nè, móng đẹp không bạn yêu? Ây va, em làm gì đó? Ôi, giấu đi thôi. Chỉ là dao dọc giấy thôi cô. Đúng là dao dọc giấy. Hiệu quả rồi, quay lại sửa móng nào.